Rồi, xin chào các anh chị. Thì em cũng tranh thủ làm clip sớm tí để tại vì buổi tối em có một tí công việc á. Dạ, em làm luôn. Thì đoạn này thì vừa nay anh chị cũng thấy rồi, nó kéo rất là mạnh ha, vượt 900 luôn nè. Đấy, nhưng mà như em có nói trong room á, thị trường mặc dù là nó vượt 900 nhưng mà dòng tiền nó không có sự lan tỏa. Dòng tiền nó chỉ tập trung vào ba con mạnh nhất là Vietcombank, Vinhome và VRE thôi. Đấy, nó không có tập trung nhiều vào những cái không có sự lan tỏa lên tất cả các dòng khác. À, các mã khác của VN10 đa số đều là tăng nhẹ vài like hoặc là giữ giá đi ngang, hoặc là những con tăng quá mạnh thì ở những nhịp trước thì bây giờ đã bắt đầu có những nhịp điều chỉnh ha. Đấy, thì những cái đoạn như thế này á. Tại sao em có nói chiến lược của đồng mình là mình giải ngân, mình chia nhỏ ra mình giải ngân. Những ngày nào mà bị đạp giá đỏ mình mua, và những ngày nào mình kéo xanh hay giữ giá đi ngang mình không mua nữa. À, tại vì anh chị thấy á, cái giai đoạn này nè, mình đã ăn, mình không ăn được cái đoạn đầu. À, mình ăn được cái đoạn mà lỗ rúng bán lỗ tai á. À, không có mua đáy bán đỉnh nhưng mà mình mua lỗ rúng bán lỗ tai á. Cái đoạn này là từ lỗ tai lên tới đỉnh đầu. À, cái đoạn này là cực kỳ, nói chung là nó, mình không biết được nó kéo lên tới đâu ha. Anh chị thấy dòng tiền nó thanh khoản tốt như thế này, kéo vượt tốt như thế này, nhưng thật ra nó đâu có lan tỏa đâu. Nó tập trung nó kéo ba con trụ thôi, những con kia là đang giữ giá hết, chưa có sự lan tỏa à. Đấy, nên tuần sau ở đâu đó quanh quanh đây nè, à, có thể là nó kéo lên một hai phiên nữa, hoặc là thậm chí là có thể là nó sắp sửa rơi vào những nhịp điều chỉnh luôn á. Anh chị mua những cái giai đoạn đua xanh như thế này nè, liệu nó có đủ tê hay không? Đấy, có đủ tê cho anh chị mình mua hay không? Hàng có kịp về để chốt hay không, hay là lại về rồi lại bán hòa hoặc cắt lỗ, hoặc là mua xong rồi lãi có 1%, ví dụ như vậy ha. Đấy, và room mình là vẫn còn hàng ha, nhà Viettel, Liên Việt ha, C4G ha. Đấy, cuối tuần có thể là em sẽ cho chốt bớt vậy, chốt bớt ha, mình giữ lại một phần hàng thôi, mình không nên giữ quá nhiều ha. Có gì nó có điều chỉnh hay là nó tăng tiếp thì mình chốt hết, nó điều chỉnh thì mình sẽ có những cái cách để mình gia tăng sau. Đấy, mình không có vấn đề gì cả. Thì tại sao em lại nhắm vào ba dòng trụ thì như anh chị đã biết, khi nó kéo là kéo trụ, và khi đạp cũng đạp trụ đầu tiên ha. Mình mua như thế này tại vì mình không biết thị trường nó còn kéo hay không. Đấy, mình mua để mình lấy cái chân hàng chứ, mua đó 5% tài khoản thôi. Đấy, mình mua những cái đoạn giống như sáng nay là mua VHM đúng không, giá quanh 79 nè, 78.8, 78.9, 79 gì đó, quanh quanh ngay đây nè. Đấy, mình mua 5%, kéo xanh là không mua nữa. À, không bao giờ để tài khoản của mình ở trạng thái mua đuổi. Mình mua những cái nhịp đạp như thế này, mình mua 5% để mình lấy hàng thôi. Ngày nào mà nó giữ giá đi ngang không mua, kéo xanh không mua. Đấy, mình nó kéo lên tới đây mình cũng không mua. À, anh chị mà on-in cái đuổi nó kéo lên tới đây, anh chị dồn hết tài khoản anh chị vô mua thì có thể là hàng T3 về không có đủ để lại, rồi mình lại lỗ thêm một đoạn ở trên này nữa. À, rất nguy hiểm à. Thật sự là đoạn này không biết kéo tới đâu ha. Thành ra là mình cái giải ngân như thế này, 5% ngay đây, giữ. Giữ lấy hàng thôi. Đấy. Mình giữ lấy hàng ha. Nó kéo lên hay là điều chỉnh ở trên này thì mình mua gia tăng ở đây. Đúng không ạ? Mua thêm ở đây. Đấy, những cái vùng điều chỉnh như thế này nè, mình cơ bình quân giá xuống một ít với một cái số tiền nhỏ ha. Đâu đó tầm 20% tổng cộng thôi, mình lấy chân hàng là chủ yếu. Rồi khi mà nó kết thúc nhiều điều chỉnh, rơi vào những pha tăng lên trở lại, mình sẽ gia tăng full tiền ở những đoạn gia tăng lên trở lại. Đấy, không bao giờ để trạng thái của mình, tài khoản của mình ở những giá vốn trên cao, và mình giữ quanh quanh ở vùng như thế này đó, để mình chờ những nhịp sau mình đánh. Tại vì anh chị mình đã ăn được cái đoạn trước rất là ngon rồi, ăn được đoạn trước rất là ok rồi, mình không có ăn tham, mình ăn thêm cái đoạn này làm gì, mình mua trước vậy thôi. Đấy, Vietcombank thì hôm nay tăng tốt á, tăng rất tốt, nhưng mà chắc chắn là không có anh chị nào mua kịp đâu. À, không có anh chị nào mua kịp con Vietcombank này đâu ha. Thành ra là nó tăng như thế này rồi thì thôi, không mua được thì thôi ha, mình không mua đuổi nữa ha. Đấy, như con Vinamilk nè, em lúc em làm clip em nghĩ là nó không tăng mạnh gì đâu, nó tăng luôn nè, như thấy không, thì thôi ha, thôi nó không điều chỉnh thì thôi, mình không mua nữa ha. Đấy, HBG nè, HBG cũng vậy nè, hôm nay giữ giá tốt nè, có thể là HBG còn tăng á. À, nhưng mà việc mình mua hàng về có đủ hay không ha thì mình không chắc ha. Nhưng mà HBG cái vùng nền giá này là cũng khá là cứng ha. Đây cũng khá là cứng, đâu đó quanh quanh đây mình có thể mua 5% được, mình giữ hàng thôi.
Đấy, rớt mình mua thêm. Cứ rớt mình mua thêm, mình mua những cái vùng giá mà bị đạp á. Vùng giá mà ai cũng lo sợ bán ra là những vùng đó mình sẽ mua. Mình mua một ít. Mình bình quân cái giá của mình. Đấy, mình không có bị lỗ nhiều. Không có bị lỗ. Mà mình chuẩn bị sẵn sàng là mình luôn luôn có hàng để đánh nhịp sau ha. Đấy. VRE thì mình mua từ đoạn này rồi, mua từ 23, 26.3, 26.6 á, quanh quanh đây nè. Lên tới đây là đã lãi rất là ok ha. Lãi đâu đó tầm 6% nè. À, anh chị có thể chốt bớt ha, chốt dần. Giữ lại một ít hàng để mình đánh nhịp sau, tại vì khi mà tiền vào nó đánh mà cũng chạm những cái vùng đỉnh trước như thế này nè, nếu mà nó có thể nó sideways quay ở trên này nữa và nó chỉnh về đây là có thể là cái đợt kế tiếp là đánh vượt đỉnh. Tại vì đây là cái câu chuyện mà bốn đỉnh, à anh chị có nghe cái câu chuyện bốn đỉnh em nói hoài, 1 2 3 4 nè. Chạm cái đỉnh lần thứ năm như thế này vẫn chưa vượt ha, nó rủ thêm một lần nữa là bảo đảm là lần sau tăng lên là nó sẽ vượt ha. Nó sẽ bứt phát khỏi cái vùng này. Chính cái nhịp rủ đó rất nhiều nhà đầu tư cắt lỗ. Thì nó sẽ gom thêm một lượng hàng nữa thì bắt đầu nó sẽ đánh đợt sau nó sẽ vượt thành công bốn cái đỉnh này ha. Cũng là lúc mà Vani điều chỉnh xong á, rồi Vani kéo luôn á. À, đoạn này nền kinh tế của mình tốt mà, dịch cũng đã được kiểm soát rồi, bắt đầu có vaccine trên thế giới. À, nói chung là trên bối cảnh kinh tế mà ngay cái thời điểm mà dịch bùng lại mà Việt Nam mình mà còn tăng được, mà chẳng lẽ cái giai đoạn kế tiếp như thế này á, à, nền kinh tế nó hồi phục nó tốt, vaccine bắt đầu có, các nước đã dần dần kiểm soát được, Việt Nam mình cũng dần dần kiểm soát được, à, thị trường chứng khoán này nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh thôi. Đấy, điều chỉnh để lên tiếp. Đấy, đó là những cái mà mình lưu ý ha. Điều chỉnh để lên tiếp. Hoặc là nó kéo rướng ở đâu đó quanh đây ha. Nó kéo rướng quanh đây rồi nó cũng phải điều chỉnh thôi. Anh chị thấy nhà đầu tư mình mà luôn luôn đặt cái tài khoản của mình vô trạng thái mua đuổi á, là không bao giờ mà có thể là anh chị có thể lãi lớn á. Ừ, anh chị có thể lãi to á. Nhưng mà anh chị lỗ một phát là anh chị mất hết cái số lãi trước đây mình kiếm được luôn. Mình kiếm được bao nhiêu phần trăm lãi ở cái đoạn thân cá này nè. Lên tới đây mà hả, nghĩ thị trường úp che đúng không? Full tiền vô một phát nó đạp cái búp. Nó đạp một nhát thôi là anh chị mình lỗ ngược liền, mất hết tất cả cái đóng lãi ở dưới này mình kiếm ra được, lên tới đây mình phá hết, mình mất hết. Đấy anh chị mình lưu ý ha. Nên cái đoạn này là mình chỉ Vietcombank thì không còn điểm mua nữa thì thôi, mình không giải ngân con này nữa ha. VHM mình đã có nắm một ít chân hàng giá 79 ha. Và có những mã bốn mã cũ mình chưa chốt ha. Đấy. VRE thì chân hàng có từ trước rồi ha. Mình chỉ việc đảo thôi, tăng thì bán, tăng bán bớt giữ lại một ít, giảm mua thêm ha. Đấy, cứ tập trung ba mã này mà đánh. À, mình không có đánh lan man ở ngoài làm gì nữa. Giai đoạn này bây giờ thấy nó tăng vậy chứ mua đuổi hết. Thị trường nó đạp bất cứ lúc nào ha, mình phải tránh được cái nhịp đó. Mình mua kiểu này thị trường có đạp mình đâu có sợ đâu anh chị. Mình quân xuống. Ừ. Mình canh giá thấp mình mua, mình mua xuống, mình không hề lỗ gì cả. À, mình đi vốn một cách hiệu quả là cái nhịp sau tăng á, mình sẽ kiếm được cái lợi nhuận tốt hơn. Anh chị mình đã có được cái lợi nhuận từ đoạn trước rồi. Đấy. Mình cứ đi vốn an toàn là mình sẽ ổn ha. Rồi. Nói chung là cứ tập trung ba mẹ này thôi. Đấy, Vietcombank thì không mua được thì bỏ ra còn hai mẹ. Vinhome ha. VRE ha. Đấy, chú ý HPG cũng được. HPG thật ra đoạn này cũng được á, nhưng mà thôi em không đánh giá cao. Nó hơi cao ha. Vinhome VRE thôi. Đấy, hoặc là mình đánh những cái mã gọi là ở trong một cái pha tăng á, giống như con C4G á, à, mình phải đánh những cái mã mà nó không theo thị trường á. Thì quả may mới đánh được trong những cái giai đoạn như thế này. Nhưng mà những mã đó thì nó yếu hơn thị trường ha. À, cái thanh khoản nó không lớn ha, nó cũng có cái rủi ro nhất định. Đấy. Cho nên đoạn này cứ tạm thời anh chị, một là giải ngân chia nhỏ, hai mã trụ ha, còn không thì mình cứ đứng yên thôi. Hoặc là mình nắm những cái hàng trước đó. À, mình cứ đem ra mình chốt, cứ kéo lên là mình chốt, thị trường càng tăng càng chốt. Đấy, và tuyệt đối không đưa trạng thái mình vào mua đuổi nha. Vậy rồi. Cứ chú ý những mã đang nắm, hai mã trụ. Vậy rồi. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều đã theo dõi clip của em nha.